Chào các em, trong video này thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải các bài tập về kính lúp. Chúng ta bắt đầu với phần 1 lớn, phương pháp giải. Thì để giải các bài tập về kính lúp, chúng ta phải nhớ một số kiến thức quan trọng sau đây. Kiến thức thứ nhất là số bội giác của các dụng cụ quang. Thì số bội giác của các dụng cụ quang là G bằng alpha trên alpha 0, hay nó chính là gần bằng tan alpha trên tan alpha 0. Thì trong đó alpha là góc trông ảnh qua dụng cụ quang học. Còn alpha 0 là góc trông vật có giá trị lớn nhất, tức là lúc vật ở điểm cực cận của mắt. Và chúng ta có alpha 0 là góc trông vật ở điểm cực cận, cho nên từ hình vẽ thì chúng ta thấy rằng alpha 0 chính là góc mà mắt chúng ta nhìn trực tiếp vật AB, mà AB này nằm ở điểm cực cận của mắt. Và từ hình vẽ thì ta sẽ có là tan alpha 0 thì sẽ bằng đối. Đối chính là AB chia cho kề. Kề chính là OCC. Hay nó chính là bằng AB mà chia cho D lớn. Với D lớn chính là bằng OCC. Tiếp tục, khi ngắm chừng ở vô cực thì chúng ta biết rằng khi chúng ta ngắm chừng ở vô cực, tức là ảnh A phẩy B phẩy của chúng ta phải nằm ở vô cực. Thì để ảnh A phẩy B phẩy nằm ở vô cực thì vật AB phải nằm ở tiêu điểm vật của thấu kính hay là của kính lúp. Và chúng ta quan sát vào hình thì chúng ta thấy rằng lúc này góc trông ảnh của chúng ta là góc alpha. Đây, góc trông ảnh là góc alpha này. Thì có tan alpha sẽ được tính là bằng AB chia cho FO, AB chia FO, hay nó chính là bằng AB chia cho F, với F là tiêu cự của kính lúp. Mà như lúc nãy chúng ta đã nói thì G của chúng ta có công thức tổng quát là bằng alpha chia alpha 0, hay nó gần bằng tan alpha trên tan alpha 0. Bây giờ chúng ta sẽ thay vào thì chúng ta suy ra được G vô cùng lúc này sẽ bằng tan alpha, thì chúng ta đã có là bằng AB chia cho F chia cho tan alpha 0, tức là nhân nghịch đảo là nhân với D chia cho AB. Và từ đây thì chúng ta rút gọn AB đi thì chúng ta rút ra được công thức là G vô cùng chính là độ bội giác, cái số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực thì sẽ bằng D chia F. Trong đó D chính là bằng khoảng cách từ điểm cực cận mà đến mắt. D là khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt. Và D thì chúng ta thường lấy là bằng 25 cm. Còn F chính là tiêu cự của kính lúp. Tiếp tục là đến kiến thức thứ ba là khi ngắm chừng ở điểm cực cận. Thì khi ngắm chừng ở điểm cực cận, tức là ta phải điều chỉnh cho cái ảnh A'B' này hiện lên ở điểm cực cận của mắt, hay A'B' sẽ trùng với CC. Đây, chúng ta quan sát vào hình vẽ thì chúng ta thấy rằng này, khi ngắm chừng ở điểm cực cận thì vật AB qua cái kính lúp này sẽ cho ảnh A'B' này sẽ trùng với điểm cực cận của mắt. Và lúc này thì chúng ta có góc trông ảnh lúc này là góc alpha. Đây chính là góc alpha này. Và quan sát vào hình thì chúng ta sẽ có là tan alpha của chúng ta thì sẽ bằng là A'B' này mà chia cho là CCO, hay chính là chia cho OCC. Đó, chia OCC. Hay nó chính là bằng A'B' mà chia cho D lớn. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái tan alpha này vào công thức thức tìm số bội giác của kính lúp. Thì chúng ta có số bội giác của kính được tính theo công thức là bằng alpha chia alpha 0, hay nó bằng tan alpha chia tan alpha 0. Bây giờ chúng ta có thay vào thì chúng ta suy ra số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở điểm cực cận lúc này nó sẽ bằng tan alpha chia tan alpha 0, mà tan alpha của chúng ta thì bằng A'B' chia D. Còn tan alpha 0 thì lại bằng AB chia cho D. Cho nên chia tức là bằng nhân với nghịch đảo thì nó bằng A'B' chia D nhân với D chia cho AB. Và đây chúng ta rút gọn cái D này đi thì nó chính là bằng A'B' chia cho AB. Hay từ đây chúng ta suy ra được số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở điểm cực cận, ký hiệu là GC, sẽ bằng K
Bởi vì chúng ta có K là số phóng đại của kính, bởi vì K này chính là bằng A phẩy B phẩy chia cho AB. Thì trên đây là các cái kiến thức mà chúng ta cần phải nhớ để giải các cái bài tập về kính lúp. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này để giải một số bài tập sau đây. Chúng ta bắt đầu với bài số 1. Một kính lúp có ghi 5x. Trên vành của kính, người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 cm, ngắm chừng ở vô cực để quan sát vật. Số bội giác của kính là bao nhiêu? Thì đối với bài số 1 này, cái điểm chúng ta cần phải lưu ý đó là cái số ghi 5x này ở trên vành kính có nghĩa là gì? Thì cái số ghi 5x này trên vành kính có nghĩa là đây chính là số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực, nhưng ứng với cái khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là bằng 25 cm. Đấy, 5x này là cái g vô cực bằng 5, nhưng ứng với khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 25 cm. Nên sau khi chúng ta có cái chú ý đó rồi, thì chúng ta sẽ có này, kính lúp có ghi 5x trên vành có nghĩa là chúng ta có g vô cực 1 sẽ bằng 5, ứng với d1 bằng 25 cm. Và từ cái g vô cực bằng 5 này thì chúng ta sẽ suy ra được tiêu cự của kính lúp là f sẽ bằng d1 chia cho g vô cực 1. Và nó chính là d1 lúc này là bằng 25 cm này, 25 chia cho 5, và suy ra tiêu cự của kính lúp này bằng 5 cm. Bây giờ sau khi có tiêu cự của kính lúp bằng 5 cm rồi thì chúng ta lại thay ngược lại để chúng ta tìm cái g vô cực ứng với cái khoảng cách OCC của chúng ta bằng 20 cm thôi. Cho nên bây giờ chúng ta có này, người quan sát có điểm cực cận cách mắt là D2 bằng 20 cm. Thì lúc này chúng ta sẽ có g vô cực 2 sẽ bằng D2 chia cho F, và nó bằng 20 chia cho 5 và bằng 4. Vậy đối với bài số 1 này, số bội giác của kính khi người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 cm chính là bằng 4. Ta tiếp tục với bài số 2. Một kính lúp có độ tụ 50 diop, mắt có điểm cực cận cách mắt 20 cm, đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn vật AB dưới góc trông là bằng 0,05 radian, mắt ngắm chừng ở vô cực. Câu A, xác định chiều cao của vật. Câu B, đặt mắt cách kính lúp 5 cm và ngắm chừng ở điểm cực cận, tính số bội giác. Đối với bài số 2 này thì chúng ta có cách giải như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm tiêu cự của kính lúp. Thì tiêu cự của kính lúp là F sẽ được tính là bằng 1 trên D, bằng 1 trên 50, bằng 0,02 mét hay bằng 2 cm. Tiếp theo, thì theo đề bài ra, chúng ta có lúc này là mắt của chúng ta đang ngắm chừng ở vô cực. Do mắt ngắm chừng ở vô cực cho nên chúng ta thấy rằng A phẩy B phẩy này lúc này là ảnh này nằm ở vô cực. Mà muốn ảnh A phẩy B phẩy ở vô cực thì vật AB phải nằm ở tiêu điểm vật chính của kính lúp như hình. Và dựa vào hình vẽ thì chúng ta sẽ tìm được góc trông ảnh lúc này là alpha, sẽ gần bằng tan alpha. Và tan alpha này nó sẽ bằng AB đúng không? Mà chia cho OF. Mà AB chia OF chính là bằng AB chia F, với F là tiêu cự kính lúp. Và từ đây thì chúng ta suy ra AB của chúng ta sẽ bằng alpha nhân với F. Và ta thay số vào thì nó chính là bằng 0,05 nhân với 2, và AB của chúng ta là bằng 0,1 cm. Đấy, đối với ý A thì chúng ta có chiều cao của ảnh lúc này chính là bằng 0,1 cm. Tiếp tục với ý B là tính số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận. Thì chúng ta có khi ngắm chừng ở điểm cực cận thì g cực cận sẽ bằng số phóng đại K. Và K thì được tính là bằng F trừ D phẩy chia cho F, đúng không? Bằng F trừ D phẩy chia F. Với D phẩy đây là khoảng cách từ gì đấy nhỉ? Từ ảnh
đến gì, đến thấu kính. Mà chúng ta biết rằng này, ở đây thì chúng ta có ngắm chừng ở điểm cực cận, cho nên cái ảnh A phẩy B phẩy này sẽ nằm trùng với điểm cực cận của mắt, đúng không? Trùng với điểm cực cận của mắt. Mà kính này lại đặt cách mắt 5 cm, cho nên chúng ta sẽ suy ra D phẩy của chúng ta sẽ bằng là trừ mở ngoặc OCC trừ đi L. Với L này là khoảng cách từ kính đến mắt và bằng 5 cm đóng ngoặc. Hay thay số vào, nó chính là bằng trừ của mở ngoặc 20 trừ 5 đóng ngoặc, và kết quả ta có D phẩy là bằng trừ 15 cm. Sau khi có D phẩy bằng trừ 15 cm thì chúng ta thay vào công thức tìm số bội giác khi ngắm chừng ở cực cận. GC này sẽ bằng 2 trừ đi trừ 15 chia 2 và tính là nó bằng 8,5. Vậy đối với ý B, số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận với kính cách mắt 5 cm chính là bằng 8,5. Ta tiếp tục với bài số 3. Một kính lúp là thấu kính hội tụ có độ tụ cộng 10 diop. Ý A, tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. Ý B, tính độ bội giác của kính và độ phóng đại của ảnh khi người quan sát ngắm chừng ở điểm cực cận. Biết OCC bằng 25, mắt đặt sát kính. Thì đối với bài số 3 này, chúng ta có cách giải như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tính tiêu cự của kính lúp. Thì tiêu cự của kính lúp F sẽ bằng 1 trên D bằng 1 phần 10 và bằng 0,1 mét hay bằng 10 cm. Sau đó với ý A, đề bài bắt chúng ta tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. Thì độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là G vô cực này sẽ được tính là bằng D mà chia cho F. Với D này là bằng 25 cm, còn F là bằng 10 cm ta vừa tính ở trên này. Nó bằng 25 phần 10 và bằng 2,5. Vậy độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực chính là bằng 2,5. Tiếp tục đến ý B là đề bài bắt chúng ta này tính độ bội giác và độ phóng đại khi ngắm chừng ở điểm cực cận. Thì chúng ta có khi ngắm chừng ở điểm cực cận thì độ bội giác bằng độ phóng đại, đúng không? Và nó chính là bằng F trừ D phẩy chia F. Với D phẩy của chúng ta lúc này thì sẽ bằng trừ OCC, bởi vì chúng ta ngắm chừng ở điểm cực cận thì ảnh A phẩy B phẩy phải trùng với điểm cực cận và ảnh này là ảnh ảo, cho nên D phẩy bằng trừ OCC và bằng trừ 25 cm. Bây giờ ta thay vào công thức thì chúng ta sẽ có G cận bằng độ phóng đại K và sẽ bằng là 10 trừ đi trừ 25 trên 10. Và kết quả chúng ta có độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận bằng độ phóng đại K và bằng 3,5. Ta tiếp tục với bài số 4. Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất OCC bằng 15 cm và giới hạn nhìn rõ là 35 cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Thì đối với bài số 4 này, chúng ta cũng có cách giải như sau. Đầu tiên, dựa vào dữ kiện của đề bài thì chúng ta sẽ có thứ nhất là có OCC là khoảng cách từ mắt mà đến điểm cực cận là bằng 15 cm. Còn OCV là khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn sẽ bằng 15 cộng với cái giới hạn nhìn rõ là cộng với 35 và bằng 50 cm. Tiếp theo thì để nhìn rõ được các vật thì cái ảnh A phẩy B phẩy này phải nằm trong cái khoảng nhìn rõ của mắt, tức là nằm trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn. Đó, bởi vì đề bài hỏi chúng ta là phải đặt vật ở đâu để nhìn rõ được vật. Thì để nhìn rõ được vật ảnh A phẩy B phẩy này phải nằm từ điểm cực cận đến điểm cực viễn. Bây giờ chúng ta xét này. Thứ nhất là khi cái ảnh A phẩy B phẩy này nằm ở điểm cực cận thì lúc này D1 phẩy của chúng ta sẽ bằng trừ ô kính CC, tức là bằng trừ cái khoảng cách từ kính này đến điểm cực cận. Mà chúng ta thấy là kính này lại cách mắt 10 cm.
Cho nên cái d phẩy này nó sẽ bằng trừ của OCC phải trừ đi 10 cm. Đúng không? Mà OCC của chúng ta là bằng 15. Cho nên thay vào thì ta có d phẩy 1 này bằng trừ 5 cm. Đấy. Sau khi có d phẩy 1 bằng trừ 5 thì chúng ta sẽ suy ra được D1 sẽ bằng D phẩy 1 nhân F chia cho D phẩy 1 trừ F và bằng trừ 5 nhân với F là bằng 5 chia cho trừ 5 trừ 5. Kết quả của chúng ta có D1 bằng 2,5 cm. Vậy thì để cái ảnh A phẩy B phẩy này nằm ở điểm cực cận thì chúng ta phải đặt vật ở vị trí cách mắt là 2, xin lỗi, đặt vật ở vị trí cách kính là 2,5 cm. Tiếp tục, khi cái ảnh A phẩy B phẩy này nằm ở điểm cực viễn thì lúc này chúng ta sẽ có là D2 phẩy sẽ bằng trừ ô kính CV, tức là bằng trừ khoảng cách từ kính đến điểm cực viễn. Mà kính cũng cách mắt là 10 cm cho nên nó sẽ bằng trừ ô CV trừ đi 10. Và kết quả của chúng ta sẽ là bằng trừ của là mấy nhỉ? OCV của chúng ta vừa tính là 50 mà trừ đi 10 cho nên bằng trừ 40 cm. Vậy D2 phẩy của chúng ta là bằng trừ 40 cm. Và có D2 phẩy thì chúng ta suy ra D2 sẽ bằng D2 phẩy nhân F chia cho D2 phẩy trừ F. Và thay vào nó bằng trừ 40 nhân với 5 chia cho trừ 40 trừ 5. Và kết quả ta tính được D2 bằng 4,44 cm. Vậy thì để cho cái ảnh A phẩy B phẩy này nằm ở điểm cực viễn của mắt thì phải đặt vật cách kính một khoảng là 4,44 cm. Và từ đây thì chúng ta thấy để có thể là quan sát hay nhìn rõ được vật thì chúng ta phải đặt vật trong cái khoảng từ gì nhỉ? À, từ D1 bằng 2,5 cm đến D2 bằng 4,44 cm trước kính. Thì trên đây thầy đã hướng dẫn các em phương pháp giải các bài tập về kính lúp. Trong quá trình học có điểm nào các em chưa hiểu thì hãy comment phía dưới, thầy sẽ giải đáp cho các em. Bây giờ thì tạm biệt các em.